anh rất ấn tượng với cái kiến thức của em, cái kinh nghiệm của em, và anh nghĩ á là cái nhà mạng siêu data của anh á là có rất nhiều cơ hội để em phát triển cái tài năng của mình. Vì nó không phải chỉ có việc là đem cái Internet tới từng vùng, từng huyện xa xôi nữa, dạ, đúng không? Mà Internet tới đâu thì em sẽ thấy là rất nhiều những cái dịch vụ khác nhau nó đi kèm. Thì anh nghĩ là cái cơ hội anh rất muốn dành cho em, và rất muốn là em tham gia cùng với lại Local, một nhà mạng thứ 8 của Việt Nam. Anh muốn nhắc lại một lần nữa là anh rất là ấn tượng với lại cái tầm vóc công việc của em á. Phụ nữ lãnh đạo hơn 8.000 điểm bán, rồi rất nhiều nhân sự. Thì anh muốn hiểu coi là em cân bằng giữa cái cuộc sống riêng tư của em á với việc là em quản lý tất cả những điểm bán, nó đi tới từng xã, quận, huyện, thì em sẽ cân bằng như thế nào và em quản lý như thế nào cho nó hiệu quả với số lượng nhân viên lớn như thế? Để mà cống hiến phấn đấu cho sự nghiệp thì nó sẽ luôn luôn có một cái gánh nặng như là thiên chức làm mẹ, làm vợ phải đảm nhiệm được. Nhưng mà em cũng thực sự chia sẻ luôn là em rất là may mắn có được một người bạn đồng hành cùng với em, chia sẻ được về với em về những cái khó khăn trong những cái vất vả của em trong công việc. Nếu như không có người bạn đồng hành đó thì em sẽ không có em của ngày hôm nay. Những cái lần mà em đi công tác cả tháng trời, đi đào tạo, đi bán hàng, đi xuống đến tận các cái xã như anh nói, thì anh ấy ở lại đằng sau giúp em chăm sóc các con. Và đến bây giờ là cũng được khoảng hơn 13 năm bọn em đồng hành cùng với nhau rồi. Thực sự mà nói ấy, để mà cái vai trò về một người vợ và một người mẹ trong gia đình thì là cái thời gian mà em dành cho công việc nó nhiều hơn. Đúng là về cái vế đó là em đang chưa làm được tốt như nhiều bạn phụ nữ khác, nhưng em vẫn luôn cố gắng có cái khoảng thời gian dành cho gia đình của mình và trân trọng cái người bạn đồng hành đã luôn ủng hộ cái con đường phát triển của em ạ. Qua chương trình này thì anh cũng nghĩ là tất cả các sếp ở đây đều rất là ngưỡng mộ người bạn của em, ha, dạ, người đồng hành của em, và dạ, rất mong muốn là tất cả những người phụ nữ đều có những người đồng hành như thế. Dạ. Nếu mà muốn cống hiến nhiều hơn. Dạ. Cái phần thứ hai của câu hỏi thì em trả lời như thế nào? Để mà quản lý một cái hệ thống lớn như thế thì thứ nhất là em sẽ phải cần có cái đội ngũ quản lý cấp thấp của em chia theo từng nấc, là thấp nhất là cái cấp huyện để mà quản lý từng điểm bán ở cấp xã. Trên đó là sẽ là có cấp tỉnh và cấp vùng. Và bên cạnh yếu tố con người thì mình cũng cần phải có ứng dụng công nghệ thông tin vào trong các việc mình quản lý các điểm bán đó. Vì các cái bạn đấy là những cái bạn giám sát, các bạn sẽ phải đi chăm sóc và hỗ trợ những cái điểm bán đấy theo những cái chương trình mà mình đưa ra, thì nó sẽ phải có cái phần ứng dụng công nghệ thông tin để mà quản lý trực tiếp điểm bán, cũng như là quản lý cái việc mà các cái lực lượng từ cấp huyện, cấp tỉnh, cấp vùng người ta có đảm bảo được theo các cái yêu cầu công việc mà mình giao cho họ hay không. Thì nó là hai cái yếu tố, thứ nhất là về mặt con người, thứ hai là yếu tố về mặt công nghệ để hỗ trợ mình trong cái việc mà quản lý giám sát các cái điểm bán ạ. Anh rất ấn tượng với cái kiến thức của em, cái kinh nghiệm của em. Và anh nghĩ á, là cái nhà mạng siêu data của anh á, dạ, là có rất nhiều cơ hội để em phát triển cái tài năng của mình. Vì nó không phải chỉ có việc là đem cái Internet tới từng vùng, từng huyện xa xôi nữa, dạ, đúng không? Mà Internet tới đâu thì em sẽ thấy là rất nhiều những cái dịch vụ khác nhau nó đi kèm. Thì anh nghĩ là cái cơ hội anh rất muốn dành cho em, và rất muốn là em tham gia cùng với lại Local, một nhà mạng thứ 8 của Việt Nam. Em cảm ơn sếp ạ. Anh có hai ngành hàng chính là về thực phẩm và dược phẩm, và anh cũng đang có cái kế hoạch là sẽ mở cái chuỗi nhà thuốc, thậm chí đến cả các địa bàn huyện xã. Thì anh đang dự kiến cái vị trí của em là trưởng phòng phát triển những cái kinh doanh cái chuỗi nhà thuốc. Lương thì sao ạ? Xếp cho con số đi. Ra là kinh doanh thì hơi khó hình dung ạ, bởi vì là kinh doanh thì phần lớn là theo hiệu quả, nhất là bạn là làm tài chính rồi, thông thường là kinh doanh là có doanh số, có thưởng trên hiệu quả, chính là trên P&L. Thì cái đó là em đã làm kinh doanh, chắc anh không phải giải thích thêm. Ở công ty của anh á, thì nó sẽ có những cái sản phẩm rất là quen thuộc nhưng mà cũng sẽ rất là mới mẻ đối với em. Thì nó đầu tiên hết nó sẽ là cái những cái sản phẩm về viễn thông, song song đấy á, thì nó cũng sẽ có những sản phẩm liên quan tới dịch vụ tài chính và những cái dịch vụ truyền hình nữa đó, thì đó là những cái mà mình thấy là
nó sẽ rất tiện để đi với cái kênh phân phối hiện tại, nhưng mà cũng có thể là những kênh phân phối chiến lược khác mà mình sẽ mở ra, nhưng mà mình sẽ không phải mở từ đầu mà mình sẽ đi với những kênh phân phối nó đã có cái hệ thống của nó rồi, sau đấy cần nhiều sản phẩm để gia tăng cái lợi nhuận trên cái kênh đó hơn, đúng không? Thì em đã run một cái kênh có 8.000 điểm thì em hiểu rồi là người ta sẽ cần carry nhiều thứ ở trên đấy để người ta tăng cái tính hiệu quả lên. Cái danh mục mà sản phẩm mà bên anh đang có thì nó phù hợp với những cái kênh như thế, và nó rất là cần thiết cho cái người dân ở những vùng sâu vùng xa để người ta có được những sản phẩm đấy, tận dụng tối đa những cái kinh nghiệm của em là em có thể có được. Cái thứ hai là học hỏi những cái mới, là đưa thêm những sản phẩm mới vào em cũng có được cái thăng tiến, vì đây sẽ là một cái vị trí cấp cao của bên anh ha, là vị trí phụ trách toàn bộ tất cả những cái kênh phân phối với những đối tác chiến lược. Thì đó là cái vị trí mà anh sẽ offer. Và cái thứ tư là cái công việc này nó ý nghĩa là em đem được tất cả rất nhiều những cái sản phẩm và tri thức tới cho những cái vùng sâu vùng xa này. Và chúng ta sẽ cùng đến ngay với phần đãi ngộ của các sếp dành cho ứng viên này. Trước hết sẽ là mức lương kỳ vọng. Mức lương kỳ vọng 37 triệu. Quan trọng là các sếp sẽ đưa ra offer thế nào. Xin mời sếp Vũ Minh Trí, vị trí giám đốc phát triển kênh chiến lược, mức lương 38 triệu. Xin được chúc mừng, bạn chắc chắn đã có một cơ hội. Vâng, nhìn hơn 1 triệu thôi. Vị trí trưởng phòng phát triển chuỗi bán lẻ dược phẩm, mức lương 39 triệu. Xin được chúc mừng. Em xin phép được hỏi sếp là cái yêu cầu công việc chi tiết hơn đối với cái vị trí là trưởng phòng phát triển chuỗi bán lẻ dược phẩm. Thì anh thấy hiện nay cái xu hướng họ mix cái dược phẩm thiết yếu, dạ, cái dược phẩm thiết yếu gần như nó đưa vào những cái tạp hóa, dạ, gần như là rồi các chân chung cư rồi phường xã, tức là đi rất sâu những cái thiết yếu. Cái công ty dược mà anh mới đầu tư vào thì đã đâu đó khoảng chục cái điểm mà cũng rất hiệu quả. Anh muốn nhân rộng cái số điểm này ra. Đấy, bản thân trước khi là đầu tư vào dược, anh đã đầu tư thực phẩm ở công ty Bảo Ngọc, em biết rồi, dạ. Hiện nay cũng có khoảng 40-50 ngàn điểm bán rồi đấy, và sau này thậm chí là mix cả thực phẩm vào được với nhau. Thì muốn là cái vị trí này để em phát triển, bắt đầu là từ cái việc đi tìm kiếm xây dựng đội ngũ, sau đó đi tìm kiếm mặt bằng, rồi triển khai hệ thống cho cái hệ thống chuỗi bán lẻ dược phẩm đó. Em cảm ơn sếp. Em xin phép được đặt câu hỏi với sếp là đối với cái vị trí giám đốc phát triển kênh chiến lược thì như sếp nói là em sẽ quản lý toàn bộ các cái kênh hiện tại của sếp đang có, đúng không ạ? Kênh với những đối tác phân phối chiến lược. Dạ, đối tác phân phối chiến lược. Trong đó có cái kênh mà em đang quản lý bây giờ là dạ, kênh lớn nhất. Dạ. Tức là mình sẽ triển khai trên đấy. Hiện nay thì cái hợp tác hai bên đã ký kết xong rồi, dạ, giờ tới mình sẽ phần triển khai ra trên cái kênh đấy, dạ. Như vậy thì nó sẽ có đội ngũ nhân viên mà có sẵn bên phía đối tác rồi, cộng dạ, với lại đội ngũ nhân viên bên mình để mình quản lý đội ngũ nhân viên bên phía đối tác để triển khai sản phẩm. Xin phép là sẽ lựa chọn sếp Trí ạ. Vâng, thưa quý vị, sếp Trí đã tìm được nhân sự ưng ý của mình rồi. Một chiến thắng xứng đáng, ngoạn mục và hơn hết, đúng là một nhân sự mà sếp Trí đang tìm cho doanh nghiệp của mình. Thật là tuyệt vời. Và đó cũng là hạnh phúc của chúng tôi khi tạo ra được những điểm chạm như thế này của doanh nghiệp, của các sếp đối với nhân sự, đối với các ứng viên đến với chương trình.